Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái trên cái thư mục bin chúng ta kích phải chuột, chúng ta chọn new item và chúng ta chọn cái phần là title và chọn ok. Các công cụ làm chữ thì cũng giống nhau, nó giống bên Liquid thôi, nhưng mà cái công cụ mà điều chỉnh nó sẽ khác nhau một chút ở cái chỗ mà chúng ta làm có chữ cuộn có thứ thì nó khác nhau. Ví dụ như trường hợp ở đây cũng có một cái chữ chúng đánh vào ha. Đấy, sau đó chúng kích vào đây để di chuyển, chúng có thể phóng to thu nhỏ cái này. Đấy. Đặt vào đây. Thì ngay phía bên dưới thì Dũng sẽ có những cái style sẵn có như này, thì chúng ta có thể kích vào những cái style này để chúng ta chọn luôn thay vì việc mà chúng ta tạo các cái mẫu ha. Đấy, chúng ta có thể chọn một số những style đây và sau khi xong thì chúng ta ở đây chúng ta giữ shift để chúng ta zoom có đúng tỷ lệ ha. Chúng ta đặt phía dưới thì trong phần này thì chúng ta có thể là những cái công cụ như opacity chúng ta trong đục này. À, chúng ta có thể di chuyển position rồi kéo giãn ra, ở đây thì nó đầy đủ hết cái tính năng. Và màu sắc thì chúng ta có thể là tự phối màu cho cái chữ của chúng ta ha. À, fill color thì chúng ta có thể phối các cái màu khác ví dụ như màu đỏ. À, chúng ta có thể phối nhiều màu cùng một lúc. Màu xanh. Màu vàng chẳng hạn. Đấy, chúng ta thử. Đấy, thì ở đây chúng ta có rất là nhiều các cái phần để chúng ta điều chỉnh. Ví dụ như chúng ta có một phần này và chúng ta có thể thay đổi các cái phông chữ khác nhau. Đây chúng ta có thể chọn các phông chữ ở đây. Sau khi xong thì các anh chị có thể là lưu những cái phông chữ này lại bằng cách là ở trên cái bảng cửa sổ là title style này. Chúng ta kích phải chuột chúng ta chọn cái phần là new style. Đấy, và chúng ta đặt tên cho nó ví dụ như là style 01 chẳng hạn. Thì ngay lập tức nó sẽ lưu cái style 01 lại chúng ta. Và chúng ta thể lưu bao nhiêu cả cũng được để sau này trường hợp chúng ta không cần phải làm lại nữa thì chúng ta chỉ việc chọn ở đây thôi. À, thì các cái style để chúng ta lưu lại những cái mà chúng ta hay dùng. Rồi, sau khi xong chúng ta chỉ việc tắt đi. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái chữ chúng ta đặt bên trên. Đấy, và sau này chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta kích đúp vào cái clip này và chúng ta thay đổi các cái khác thôi. Đấy, ví dụ như đổi thành pro. Rồi sau khi xong thì các anh chị có thể là đổi cái chế độ cuộn của nó. Thì chúng ta có các cái chế độ là roll raw. Ví dụ chúng ta sẽ kích vào bên trên này, nó có cái biểu tượng ở cạnh cái mũi tên này. Thì chúng ta có là roll raw option, chúng ta kích vào. Ví dụ trường hợp là chúng ta muốn chạy ngang, chạy dọc, chạy cuộn thì chúng ta có thể chọn vào đây. Ví dụ như Dũng chọn cái là raw từ trái sang phải, từ phải sang trái và Dũng chọn ok. Thì ở đây nó có một cái phần là start of skin hoặc là end of skin. Có nghĩa nếu mà chúng ta kích vào đây thì chúng ta không như bên 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 Liquid là chúng ta phải enter cái dòng trống, mà khi chúng ta chọn start of skin có nghĩa là bắt đầu thì có nghĩa là tất cả màn hình nó chưa có cái chữ và tự động nó sẽ chạy ngang qua. Chúng bấm thử ra tắt đi thì có nghĩa là bắt đầu start là có nghĩa là off skin, có nghĩa là không có cái gì trên cái màn hình cả và nó sẽ chạy ngang qua. Thì đấy là do cái cách mà chúng ta có thể làm và chạy đến cái vị trí của chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể start và end luôn thì nó sẽ tự động chạy hết luôn. Rất là nhanh. Đấy, từ chạy từ bên này sang bên này. Đấy, còn nếu mà chúng ta không chọn start thì bắt đầu nó từ vị trí này nó sẽ di chuyển. Còn trường hợp mà chúng ta có cái phần cuộn, ví dụ như chúng ta chọn là scroll, roll thì nó có nghĩa là cuộn từ dưới lên, thì lúc này thì chúng ta có thể đánh một cái văn bản dài ở đây. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái cuộn như này. Và tương tự thì nó cũng có start hoặc là off screen và chúng ta chọn ok. Và như vậy là chúng ta sẽ tắt đi. Như vậy nó sẽ cuộn từ dưới, cuộn lên. Rất là nhanh và cái tốc độ thì các anh chị có thể kéo ngắn kéo dài. Ví dụ càng ngắn thì nó chạy càng nhanh mà càng dài thì chạy càng chậm ha. Đấy, thì như vậy là chúng ta có thể đánh bằng chữ ở cái này. Thì đối với Premiere nó khác bên Liquid một chút là ví dụ bên Liquid chúng ta cắt đôi cái clip này ra thì có nghĩa là clip này với clip kia nó giống nhau. Đây, ví dụ như trường hợp mà Dũng muốn đổi cái thằng này thành cái chữ khác. Ví dụ như chọn là chế độ là still là đứng im đúng không? Chọn ok. Thì ngay lập tức hai thằng nó cũng giống nhau hết, nó không như thằng Liquid, Liquid tự động nó sẽ thay đổi. Thì để khắc phục cái tình trạng này thì chúng ta phải copy, có nghĩa là có một cái title ở đây.
Đấy, chúng ta phải kích phải chuột vào cái phần là reverse project, nó sẽ hiển thị ở cái project của chúng ta, Ctrl C và V, chúng ta copy thêm một cái nữa và chúng ta sẽ đổi tên, cái tên này là 02 chẳng hạn. Sau đó chúng ta sẽ kéo vào timeline. Đấy, như vậy thì bây giờ chúng ta mới thay đổi được. Ví dụ cái này Dũng cho cuộn, Dũng kích đúp và chúng chọn là roll, chọn ok. Và như vậy thì thằng này nó sẽ đứng im và thằng này nó sẽ cuộn. Đấy, như vậy là chúng ta phải copy nhá. Nếu mà ai đang sử dụng Liquid thì chúng ta để ý một chút, nó sẽ không giống nhau. Kể cả cho các anh chị là giữ phím Alt để copy thì nó cũng giống nhau hết. Trừ khi trường hợp mà mình sẽ copy trực tiếp từ cái bin thì nó mới hiệu quả.